nay trời đẹp quá ha. Đã vậy còn có gió nữa, mát ghê. Hả? Nè, Nono nè, sao bạn dám làm điều này? Hết hồn rồi phải không? Giờ ai mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con đó nữa. Bạn ấy làm mình sợ quá. Bạn yên tâm đi, chắc chắn bạn ấy sẽ té cho mà coi. Cho chừa cái tội bày trò chọc phá tụi mình đi. Các bạn ơi, nhìn mình nè. Tóc của bạn đẹp thiệt đó. Hôm qua mình với mẹ đã đến tiệm làm tóc nổi tiếng để làm. Và tóc của mình như biến thành một bông hoa xinh đẹp. Trời đất ơi, vậy thì bạn nên cẩn thận với mấy con ong đi nha. Bởi vì mấy con ong hay có thói quen đi tiệm hoa để hút mật lắm đó. Hả? Bạn ganh tị thì có việc nói đại ra đi, mắc câu làm gì. Hồi nãy bạn nói Đôn Đôn sẽ bị té, ngay lập tức bạn ấy té liền. Rồi tớ Ân Huân cũng bị ông với chị té khói luôn. Vậy thì sao chứ? Ý mình là mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì bạn nói á. Đúng thiệt ha. Chắc là mình hên thôi. Không phải vậy đâu. Mọi chuyện đều xảy ra chính xác y như lời của bạn nói luôn. Nhưng mà mình chỉ nói những điều mình nghĩ ra thôi à. Có khi nào bạn mang trong người năng lực nhìn thấy trước tương lai không cha Đôn? Có thiệt không vậy? Vậy tụi mình làm một bài kiểm tra nho nhỏ đi, để coi có phải là mình biết trước được tương lai hay không. Chuẩn bị nha, hãy chuyển màu cho ta. Đèn giao thông đổi màu rồi kìa. Mình làm được điều đó thiệt hả? Chắc chỉ là trùng hợp thôi à. Một hai lần thì không nói, đến mức này thì không còn là trùng hợp thôi đâu. Ê, cái tòa nhà đó nếu xảy ra chuyện lớn tới mức phải phá sản thì mình mới tin là mình có siêu năng lực đó Minchi. Nhưng tòa nhà đó lớn quá mà, nếu có chuyện thật thì đáng sợ quá à. Chuyện như vậy làm sao mà có thể xảy ra được. Cũng đúng ha. Không phải chứ, tập đoàn Hanjun Group vừa tuyên bố phá sản sao? Sao có thể được? Đó chính là tòa nhà hôm qua mình thấy. Trà Đu đang đúng chuyện đó rồi. Rồi dễ. Làm sao bài tập? Làm sao đây? Mình quên làm bài tập cô giao về nhà rồi. Chưa bao giờ mình đản trí như vậy hết. Minh Chi mà cũng quên làm bài tập sao? Nhưng mà thật sự có bài tập đó hả? Coi cậu kìa. Bạn làm bài tập chưa vậy? Hôm nay mình cố tình không làm đó. Bạn nói vậy là sao hả? Cố tình không làm bài à? Vì hôm nay có vẻ cô giáo sẽ không kiểm tra bài cũ đâu. Có phải bạn đã thấy trước chuyện này giống như hôm qua không hả? Không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà mình thực sự đã có suy nghĩ này ở trong đầu. Cô vô kìa. Cô vô, tới vô lại trật tự đi. Nào cả lớp, hãy mở sách ra. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ ghép với từ dan. Cô đã viết lên bảng rất nhiều từ ghép với từ dan, các em nghĩ còn từ nào không? Khi ghép từ này với từ kia chúng ta lại có một từ mới. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Thấy chưa, cô thật sự không kiểm tra bài cũ. Không cần nghi ngờ gì nữa, bạn thật sự là nhà tiên tri đó. Mình hả? Có thiệt không nhở? Nè, cho cha Đu, sao bạn đoán được vậy? Hay thiệt chứ, bạn ấy nói chúng y chóc luôn. Đúng rồi đó, cho mình đó. Yeah.
bạn ấy còn đuổi theo không hả Minji? Không có, hình như mọi người về nhà hết rồi. Bạn hãy nói thiệt đi, tụi mình ở đây đợi bạn mấy giờ nè? Còn có thời gian ăn kem nữa nè. Không có đâu nha. Mình đã đứng ở đây đợi bạn ấy trước các bạn nữa kìa. Mọi chuyện thật sự sẽ xảy ra như những gì bạn đã nói đó hả? Tất cả đều là thật luôn. Mặc dù không muốn tin nhưng đúng là Shadow có thể nhìn thấy được tương lai đó. Lúc bạn đoán đúng chuyện cô không kiểm tra bài tập, nói thiệt là mình đã nổi da gà khắp người luôn á. Mình mới là người nên nổi da gà đây nè. Ngày mai tụi mình vẫn còn phải học tiết đó có đúng không? Tuy là bây giờ không biết lời bạn nói thật hay giả, nhưng mà làm gì có chuyện đoán không sai chứ. Tất cả đều đúng hết trơn, vì mình luôn ở bên bạn ấy mà. Shadow à, nếu bây giờ bạn chịu trả lời tụi mình, ngày mai lên lớp mình sẽ làm cho các bạn ấy không làm phiền bạn nữa. Đúng đó, đúng đó. Bạn hãy giúp tụi mình đi Shadow, một lần thôi cũng được. Mình năn nỉ bạn đó, Shadow à, Shadow à. Các bạn nói thiệt không? Đương nhiên. Vậy cũng được. Mình luôn có cảm giác không tốt mỗi khi Jun xuất đi trên đường. Bạn phải luôn cẩn thận với nước đó. Thiệt tình, trên đường làm gì có nước chứ. Nếu vậy thì phải cẩn thận cái gì? Vậy là Shadow nói đúng rồi. Mình cũng cảm thấy lo lắng cho Đôn Đôn lắm. Bạn nhớ cẩn thận khi ăn uống nha. Nếu không chú ý thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó cho coi. Ý Shadow là phải cẩn thận với bầu trời trong xanh này sao? Có vẻ cũng không đáng tin cho lắm. Gì vậy? Không lẽ cây kem lúc nãy có vấn đề gì sao? Anh Huy cũng phải cẩn thận đó, nhất là mấy thứ như kim nhọn, nếu không nhất định sẽ có rắc rối. Đừng nên chủ quan nha. Kim nhọn sao? Mấy cái kim nhỏ nhoi đó thì sao phải sợ? Những gì bạn ấy nói đều lần lượt xảy ra hết. Được rồi, đã kết thúc chuỗi ngày tiên đoán, từ giờ mình không nói gì nữa. Nhưng Shadow đã đoán sai một chuyện. Đó là chuyện bạn ấy tiên đoán với mình không hề xảy ra. Cho nên Shadow không phải là một nhà tiên tri. Trật tự, sao ồn quá vậy? Là Shadow đó cô. Bạn ấy nói mình biết trước được những chuyện tương lai, nhưng mấy chuyện bạn ấy nói đều sai hết trơn à. Là Shadow sao? Con người làm sao có thể biết trước được chuyện tương lai chứ? Các em đến trường là để học chứ đâu phải là để lừa dối bạn bè. Nhưng mà em đâu có lừa gạt gì đâu. Thì ra Shadow không phải là nhà tiên tri mà là tên lừa đảo. Được rồi, được rồi. Nè các em, ngày mai là ngày gì vậy? Dạ, là ngày đi cắm trại. Chính xác, các em nhớ tốt lắm. Cô nghe dự báo ngày mai trời sẽ lạnh, cho nên các em nhớ mặc áo dày để giữ ấm nha. Bạn bớt giận đi, để dành tâm trạng ngày mai đi cắm trại nha. Minji ơi. Chào Shadow. Nhưng mà sao bạn lại mang theo dù vậy? Mình thấy hôm nay trời cũng rất đẹp mà. Tự nhiên mình muốn mang theo thôi à. Trong cặp của mình còn có áo mưa nữa đó. Tụi mình đi thôi, coi chừng trễ đó. Được rồi. Chụp nè. Ủa, cô nhớ dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay trời mưa đâu. Đã. Cô ơi cô, mau nhìn bên kia kìa. Ôi trời ơi. Là Shadow. Nếu dự báo thời tiết không thông báo trời mưa, vậy sao bạn ấy biết để mang những thứ đó vậy? Hình như bạn ấy thật sự có năng lực của một nhà tiên tri đó cô. Trên đời này không có ai dự đoán được tương lai hết. Tất cả chỉ là chuyện trùng hợp. Có lẽ vì trận mưa ngày hôm qua nên Ân Huy đã bị cảm rồi, cho nên hôm nay em ấy sẽ không đi học. Shadow à, lát nữa em lên văn phòng gặp cô nha. Dạ, một mình em hả cô? Chị đang làm cái gì vậy?
sao từ nãy giờ cứ đâm đâm chỗ đó hoài à? À, hên gì chị không tìm được ven cho nên hơi lâu một chút. Không lẽ chị là thần tập sinh? Không phải, chị làm y tá cũng lâu rồi. Shadow nói mình phải cẩn thận với kim nhọn chính là cái này sao? Trời Shadow, tất cả là tại bạn đó. Cô ơi cô, em sẽ không đoán bậy nữa đâu. Nhưng thật ra em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Hoàn toàn em không có ý lừa dối gì mọi người. Shadow, hãy nghe đây. Dạ thưa cô. Trong năm nay vận may của cô như thế nào hả? Shadow à, bây giờ sức khỏe của ba cô không được tốt lắm. Ông ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Chắc là không nguy hiểm đâu đúng không? Còn nữa nha, dạo này giá nhà lên liên tục. Em tiên đoán thử xem cô có nên mua một căn hay không hả? Hay là cô nên đầu tư cổ phiếu? Mà nếu như mua cổ phiếu thì mình nên mua loại nào sẽ có giá hơn hả em? Còn nữa nha, cô nghe nói là năm nay á trường mình sẽ bình chọn giáo viên giỏi. Em thử tiên đoán xem cô có được danh hiệu thi đua hay không? Tới cô mà cũng như vậy sao? Nè các con à, ba đã về rồi đây. À, mấy cái đứa này thiệt tình. Ba có mua chuối cho các con nữa nè. Chuối là số 1 của tiệm trái cây. Bức hình này sao mờ dữ vậy? Không thể biết đây là ai được. Nhìn ngon quá đi. Đúng rồi, đó là kiểu tóc của cô bé trong hình. Chà, anh ta đã gửi một đứa trẻ đến đây mục đích là nhằm muốn tránh mặt cảnh sát. Ông chủ của mình thật tài giỏi. Nè, là nó đây. Dạ. Bộ chú, cho con miễn phí tiền hả chú? Hãy trở về an toàn nha. Tôi đã hoàn thành một phần nhiệm vụ rồi. Có chuyện gì xảy ra với chú ấy vậy ta? Nhưng dù sao thì ngày hôm nay mình thật là may mắn. Tuyệt vời. Ôi trời, hoan nghênh đến với tiệm của tôi. Có chuyện gì với gói hàng vậy? Tôi đã vào nói cho cô bé rồi ạ. Tôi không nghĩ là ông chủ sẽ gửi một đứa bé đến đây. Ông chủ thật đúng là thông minh. Cái gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hề gửi đến một đứa bé nào hết trơn hết trọi à. Cái gì? Rốt cuộc anh đã đưa gói hàng đó cho ai rồi hả? Tôi xin lỗi ông chủ, bức hình đó quá mờ. Chính là đứa bé mới vừa đi đó. Hãy mau đi tìm nó ngay. Dạ. Chứ bự như vậy á, không thể nào tin được. Nè Shadow dễ thương à, cho mình một phần có được không? Sao bạn lại đánh mình? Bởi vì đây là một quả chuối rất là đặc biệt, cho nên mình sẽ ăn hết nó một mình mà thôi. Đây cũng giống như là tìm một cây kim trong đống cỏ khô vậy. Làm sao có thể tìm được một đứa bé khi chúng ta không biết gì hết? Cậu đói bụng hả? Có cần đi tìm món gì để ăn hay không? Dạ, có thật là được vậy không? Lúc này mà còn nghĩ tới chuyện ăn uống sao? Nếu như hôm nay mà không tìm được đứa bé thì cậu sẽ biết tay của ta. Con khỉ à? Con đói bụng hả? Con nghe thấy chưa? Còn đứng chờ làm gì nữa? Hãy mau đi tìm nhà hàng nhanh lên đi. Dạ thưa ông chủ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm không thấy quả chuối đó? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ai tìm thấy những viên kim cương ở bên trong? Hãy cầm cái miệng của người lại đi. Nếu có ai nghe được thì sao đây? Hãy
Dạ thưa ông chủ, hãy nhìn kìa, chính là trái chuối khổng lồ đó. Ta cũng nhìn thấy rồi. Cảm ơn chủ quán, không cần thối lại. Tình hình hiện giờ thiệt là nguy hiểm, và sức mạnh của anh hùng đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Nó thật là tuyệt vời. Anh ấy đã đánh bọn chúng giống như vậy nè. Chà đô à, có lẽ chúng ta nên để nó lại giống như cũ đi. Để làm gì chứ, dù gì nó cũng bị bỏ đi rồi. Thôi được rồi, mau đi thôi. Trời đất ơi, sao một đứa bé gái lại mạnh như vậy chứ? Dạ thưa ông chủ, tôi không nghĩ là chuyện này sẽ dễ dàng với chúng ta đâu ông chủ ơi. Hẹn ngày mai gặp lại. Chào Đôn ngoan nha, đã lâu rồi không gặp. Đây, chị để dành miếng xúc xích này cho em nè. Thôi được rồi, bây giờ chị phải về nhà rồi. Chào tạm biệt em nha. Nè, tụi bay nghĩ con đường này ổn không vậy? Ta cảm thấy ngõ hẻm này đầy sự nguy hiểm. Tuy có vẻ là vậy, nhưng nếu bây giờ đi đường vòng, chúng ta có thể sẽ mất dấu con bé đó. Đúng lắm, vì vậy chúng ta không còn sự lựa chọn. Được lắm, hãy đối phó với con chó đó đi. Con bé đó không gặp chút rắc rối nào với con chó hết, vì vậy chúng ta cũng sẽ không sao đâu. Hãy im lặng và bước đi. Ta không bao giờ sợ bất kỳ con thú hoang dã nào hết. Tất cả hãy theo ta. Đó nè, đủ rồi đó. Mấy chú là ai vậy? Và từ nãy tới giờ sao cứ theo dõi con, vì mục đích gì chứ? Không phải, chắc con đã hiểu lầm rồi. Bọn chú chỉ đi ngang qua và nghĩ quả chuối trên tay con rất là đặc biệt. Thật sự ra bọn chú chưa từng nhìn thấy quả chuối nào lớn như vậy à. Đúng là như vậy, đây thật sự là một quả chuối rất đặc biệt. Con không nỡ ăn và sẽ gìn giữ nó mãi như vậy. Nhưng có điều, nếu như con không ăn nó sẽ bị hư đó nghe. Vì vậy nếu trước khi nó hư, con hãy bán lại cho chú đi. Chú sẽ cho con thiệt là nhiều tiền. Đây nè. Nhưng mà tại sao chú lại muốn mua quả chuối này chứ? Chuối có bán ở khắp mọi nơi kia mà. Đó là bởi vì quả chuối này có màu vàng rất đặc biệt và nhìn nó rất là ngon. Chú không thể ăn bất cứ thứ gì nếu nó không ngon. Thiệt đó. Thì ra là chú cũng rất thích ăn chuối giống hệt như con vậy. Tất nhiên là như vậy rồi. Chú không thể nào sống được nếu như không có chuối. Dạ con đã hiểu rồi. Nếu như vậy thì... Ý con muốn nói là sẽ đưa quả chuối cho tụi chú xong. Dạ đúng, nhưng mà con cần đổi lại một số thứ. Được, là những thứ gì vậy? Đó chính là một số thứ mà con cần làm ngay hôm nay. Tại sao mình phải trả hết những thứ đó chứ? Búa bao kéo búa. Vui quá đi, chơi vui quá đi. Con lại thắng mấy chú nữa rồi. Ngày hôm nay thật sự vui lắm. Bây giờ con phải về nhà ăn tối đây. Chào tạm biệt mấy chú nha. Con nó sẽ đưa quả chuối nếu hôm nay bọn chú chơi với con mà. Đúng rồi, con đã nói như vậy. Nhưng mà quả chuối này thật sự rất là lớn, nên con nghĩ không chỉ một ngày là đủ đâu. Chính vì vậy, nếu các chú chơi với con thêm ngày mai nữa thì con sẽ suy nghĩ lại. Nè con bé kia, nghe đây, con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Nãy giờ ta đã đối xử rất tốt với con rồi. Người ngoài hành tinh kìa.
Họ thiệt là ngốc ghê. Đuổi theo và bắt con bé lại. Làm cách nào mà một đứa bé lại chạy nhanh như vậy chứ? Nó đã chạy trốn ở đâu? Tức thiệt, nó lợi hại hơn là ta tưởng. Giờ ngươi sẽ biết tay ta. Nè con khỉ, hãy mau xông lên đi. Đến đó và lấy quả chuối về đây cho ta. Chết rồi, họ muốn cố bắt mình cho bằng được. Hãy đứng lại đi. Nếu như mấy chú cứ tiến tới, con nhất định sẽ ăn nó. Không được, đừng có ăn nó mà. Hãy đứng yên đó, không ai được phép cử động. Con khỉ, hãy hành động mau lên. Trời ơi, kim cương của chúng ta đã nằm ở trong bụng của con bé đó rồi. Kim cương sao? Hãy câm miệng lại đi, sao ngươi dám tiết lộ như vậy? Vậy thì ra là có kim cương được giấu ở trong quả chuối này sao? Giờ mình đã ăn nó và nuốt nó vào trong bụng rồi. Đúng là như vậy. Bên trong quả chuối đó có giấu một viên kim cương lớn nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ nó nằm trong bụng của ngươi rồi, cho nên ta bắt buộc phải bắt ngươi đi theo luôn. Nếu chú tiến lại gần thì con sẽ la lên đó. Các người đã bị bao vây, bao giờ hai tay lên. Ôi trời ơi, cha đua à, cháu không sao chứ? Cháu có bị thương gì hay không? Mình đúng là đúng đắn khi gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Bọn chúng đó là lũ xấu xa. Dạ, con vẫn ổn không sao hết, cô đừng lo lắng gì ạ. À. Thiệt là hay lắm. Và bây giờ thì mình sẽ... Cha đu à. Ôi trời ơi, tôi bắt cả nhà phải chờ con bao lâu nữa đây? Chị ơi chị, bụng của em đau không chịu nổi. Chị xin mọi người hãy ráng chờ con một chút đi. Con đang cố gắng để cho ra một quả trứng vàng. Con bé cha đu nó đang nói cái gì vậy? À, thật là tốt quá đi, sắp được rồi. Được rồi, chơi cha đu, con ra đây mau lên đi. Mẹ ơi, ráng đợi con một chút đi, con sắp xong rồi. Tại sao mọi người lại cứ hối thúc trong khi mình làm việc này vì cả nhà chứ? Rồi, viên kim cương của mình. Ôi trời ơi. Sẽ cùng gặp gỡ một thần tượng. Đó là chàng đông cha đẹp trai đến từ nhóm nhạc Super Junior. Wow. Xin chào đông cha, mẫu người con gái bạn thích sẽ như thế nào? Để nghĩ xem. Mỗi một người hâm mộ của tôi đều là sự lựa chọn của tôi. Nhưng mà nè, các cô gái đã làm xong bài tập về nhà chưa hả? Ơ mẹ ơi, đông cha đẹp trai đang nói chuyện nữa. Cái gì? Đông cha đẹp trai hả? Các con thiệt là... Hồi lúc trước em cũng vậy thôi mà, em cũng đã từng trải qua rồi. Em còn nhớ khoảng thời gian khi có mấy chương trình của các ca sĩ nước ngoài nổi tiếng hay không vậy? Em cũng khóc lóc rồi la hét mà đúng không? Vậy? Nhưng dù sao, Elvis của em đẹp trai nên xứng đáng được yêu mến mà. Nhưng mà tại sao Elvis của em lại chết trẻ như vậy chứ?
gia. Phần biểu diễn tiếp theo là của nhóm nhạc nữ After Round Wonder Lady Shockey của chúng ta. Đã nghe thấy rồi chứ. Vì một vài lý do nên tôi đã bị cuốn hút bởi những cô gái đeo kính. Cái gì? Mắt kính hả? Dạ. Anh Đông Cha của tụi con rất thích những cô gái đeo mắt kính đó mẹ. Cái gì? Anh Đông Cha của các con sao? Dạ. Mẹ không thể nào tin được. Chỉ vì một ca sĩ nói như vậy mà các con lại muốn đeo kính hết hay sao? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Mau đứng lại đó. Còn chạy nữa sao? Chị ơi, chị không sao chứ? Không phải vì em sợ mẹ đánh đòn đâu, nhưng em nghĩ là chúng ta không thể nào đeo kính được. Chúng ta nên bỏ cuộc đi. Không đời nào đâu. Chị xin thề trên những vết sưng này của chị nhất định là sẽ có được mắt kính. Hả? Chadu à, bạn muốn đeo mắt kính thiệt sao? Đúng vậy. Ê, nhưng tại sao vậy Chadu? Vì hiện giờ mắt của bạn vẫn rất tốt mà. Mình biết chứ, nhưng đó là lý do khiến mình phiền muộn. Chadu à, đừng phiền muộn về chuyện đó nữa. Bởi vì hiện tại bạn đang có thị lực rất tốt, cho nên không hiểu rằng đeo kính bất tiện như thế nào đâu. Hả? Cho mình thí dụ đi. Thật sự là có rất nhiều điều bất tiện. Điều đầu tiên là khi bạn ăn cái gì đó nóng như mì chẳng hạn, hay khi vào mùa đông, hoặc là bạn đến phòng tắm hơi, vì nhiệt độ thay đổi rất lớn nên kính của bạn sẽ bị bám xương. Rồi khi đi bơi, bạn cần phải có một loại kính bơi đặc biệt để có thể nhìn thấy. Và chẳng may khi bạn vô tình làm bể kính khi đang chơi đùa, thì ba mẹ bạn sẽ nổi điên lên vì phải mua cho bạn cặp kính mới. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là... Điều tồi tệ nhất? Khi bạn tháo kính ra. Hả? Đây là ai vậy? Gia đình và bạn bè sẽ không ai có thể nhận ra được bạn là ai. Mình nhớ có một lần gia đình mình đi vào một cái khách sạn rất nóng vào mùa xuân. Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Mọi người trong gia đình của mình tháo kính ra và... Thoải mái quá. Nhưng mà Sunmi nhà mình đã đi đâu mất tiêu rồi. Sunmi à, Sunmi à. Dạ mẹ. Con ở đâu vậy? Sunmi. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Đó, vậy bây giờ các bạn có còn muốn đeo kính không? Nhưng mà dù sao không phải cũng còn có những mặt tích cực nữa sao? Nhìn bạn rất thông minh khi đeo kính, có đúng không? Đúng vậy, những người thông minh mà mình được biết, tất cả ai cũng đeo kính hết. Thí dụ như ai? Là chú bán gà vịt. Danji à, bạn hãy thử nghĩ kỹ đi, không còn gì nữa hay sao? Để mình nghĩ. Tụi mình cần phải bảo vệ đôi mắt khỏi bụi khi trời có gió. Thật vậy hả? Nếu mà như vậy thì đúng là tuyệt vời. Hay lắm, mình nhất định sẽ đeo kính. Đầu tiên, xem TV thật nhiều và thật gần. Tưởng là điều gì khó chứ. Điều này thật là quá dễ dàng. Sao? Tác dụng phụ, nếu như làm điều này bạn có thể trở nên ngu ngốc. Và bạn còn có thể nhận được một vết sưng ở trên đầu. Nhận một vết sưng ở trên đầu là sao? Ăn như vậy, mắt của mình sẽ tệ hơn và mình sẽ trở nên ngu ngốc. Tại sao con lại làm như vậy? Đúng là có vết sưng ở trên đầu thiệt nè. Vì vậy, phải xem cách kế tiếp thôi. Cách thứ hai, đó là phải đọc sách và đọc thật là nhiều. Nếu như đọc những cuốn sách mà bạn ghét thì sẽ rất là có hiệu quả.
Thì ra là vậy hả? Đọc sách cả ngày và đêm, bất cứ khi nào bạn có thời gian. Nếu cứ như vậy sau 10 ngày thì mình sẽ được đeo kính. Cuối cùng cũng được 10 ngày rồi. Cái gì vậy? Mắt của mình vẫn không bị làm sao hết. Mình đã làm đúng theo chỉ dẫn mà. Như vậy là mình đã bị lừa rồi sao? Hả? Con về nhà rồi sao? Dạ thưa mẹ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ đi chơi rất là nhiều đó. Hả? Thôi được rồi, con làm sao cũng được. Đây nè mẹ ơi. Ủa? Đây là cái gì vậy? Là bài kiểm tra hôm nay của con cần mẹ ký tên vô. Ủa? Ôi trời. Mẹ không thể tin được là chuyện này có thể xảy ra. Con nói đi, con thích cái gì? Bất cứ thứ gì mẹ cũng sẽ mua cho con. Ôi con gái cưng của mẹ. Shadow à, nếu như tầm nhìn của con còn tốt thì không nên đeo kính đâu, có hiểu không? Mẹ ơi, chuyện đó con hiểu mà. Và rồi cuối cùng, với một điều nói dối nhỏ và kỹ năng hành động, đương nhiên là bạn sẽ có thể được quyền đeo kính. 5 B cái chữ B. Mẹ của con bị làm sao vậy? Mắt của con rất là tệ rồi, vì vậy bắt buộc phải đeo kính. Con bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã bị viễn thị rất là nặng rồi. Vậy? Ôi trời, sao có thể như vậy được? Hả? Trời ơi, cho Shadow, bạn đã được đeo kính rồi hả? Bạn đã hoàn toàn giống một người khác. Nhìn bạn thật thông minh và rất là trí thức luôn. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng rất tiếc. Nhưng mà mình nghe nói là thời gian đầu khi đeo kính sẽ rất khó khăn. Shadow à, bạn thật sự vẫn ổn chứ? Không ổn một chút nào. Mình cảm thấy giống như bị say sóng vậy đó. Có lẽ là mình không nên giả vờ mắt mình bị tệ khi làm bài kiểm tra thị lực của mắt. Shadow. Nè, cho Shadow làm gì vậy hả? Đến lượt của bạn rồi kìa. Thì mình bạn nghĩ làm có được không? Shadow à. Trời ơi, mình thấy chóng mặt quá đi. Chạy như vậy thật là khó quá. Nhưng mà không sao, nó sẽ giúp cho mình có một bước tiến gần hơn tới việc trở thành hình mẫu của Đông Chi đẹp trai. Tới nước này mà con còn ăn được hả? Cả gan ghê, dám nói dối với tất cả mọi người như vậy hay sao? Con xin lỗi mẹ mà. Hãy bỏ qua cho Shadow đi mà. Em làm kiểu tóc như vậy cũng chỉ là vì hâm mộ Elvis mà thôi. Hả? Thì ra là như vậy sao? Anh đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Em biết là anh thích em để tóc thẳng biết chừng nào, nhưng em lại làm như vậy. Đây là kiểu tóc rẻ tiền nhất và lâu bền nhất đó, anh có hiểu không? Anh đồng trai đẹp trai đang lên TV kìa. Tôi nghe nói là anh đã thay đổi suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng rồi phải không? À đúng vậy, hình mẫu lý tưởng mà tôi thích là một cô gái thật sự thông minh và khôn ngoan. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy tập trung ăn cơm đi. Gì vậy? Lại nữa sao? Ừ.
cái nón của mình. Mật ong đây, đậu phộng đây. Ôi trời, nóng quá đi. Mật ong đây, đậu phộng đây, ai mua không? Gia đình Cha Đu đi thăm bà. Sẽ thật tuyệt vời nếu gia đình chúng ta được đi nghỉ mát ở bờ biển giống gia đình của Minchi. Thôi đừng có nằm mơ nữa. Sao con có thể nói như vậy sau khi nhìn thấy ba của con chứ? Ôi trời, nóng bức quá. Uống một ly bia và thư giãn tại nhà là tuyệt vời nhất trong mùa hè này. Anh nói cái gì vậy hả anh? Mình không thể làm tốt được chuyện gì cho dù mình đã cố gắng hết sức của mình rồi. Chị ơi, chị nói cái gì vậy? Chị chỉ nói là gia đình chúng ta không thể nào đi nghỉ mát ở bãi biển được thôi. Đó là lý do gia đình chúng ta về quê vào mùa hè có đúng không ba? Không phải chúng ta về quê cũng rất vui hay sao? Không vui, vì ở quê có nhiều rạp lắm. Thưa hành khách, chuyến tàu của chúng tôi sẽ dừng tại ga trong 10 phút nữa. Hình như chúng ta chưa ăn sáng có phải không? Vậy hãy đi ăn mì nha. Có sô chu uống thì ăn mì tuyệt vời biết mấy. Vậy chứ. Mẹ ơi, con muốn đi nhà vệ sinh. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Mình đưa các con đi vệ sinh nha. Để anh ăn xong cái đã. Đừng có làm gì hết và ăn nhanh lên đi nha. Anh có thể làm được gì chứ? Đi thôi. Ông chủ ơi, cho tôi một chai sô chu. Nè Cha Đu, con còn ở đây làm gì vậy? Ba ơi ba, con muốn ăn kem. Được, nhưng con hãy giữ bí mật những gì vừa nghe có được không? Dạ, đó là bí mật. Xem nào, ăn loại nào đây ta? Là cây này. Chú ơi, chờ một chút. Hả? Cái kem đó con đã chọn lấy. Nè, ai lấy được trước sẽ là của người đó. Chỉ còn một cây thôi, chú phải nhường cho con nó chứ. Nằm mơ đi. Ôi, đúng là người xấu xa mà. Ba chị cho lên nào. Hãy chờ tôi với. Trời, mấy đứa cháu yêu quý của bà. Đi chơi với thời tiết nóng vậy chắc khó chịu lắm. Nhưng mà chồng của con bị sao vậy? Nó bệnh hả? Ôi trời ơi, tất cả cũng do tô mì đó mà ra. Mình nên làm tô mì cho nó ăn khi tỉnh dậy. Mấy đứa hãy nhanh lên nào, nếu không là chị sẽ đi trước đó nha. Ôi trời, Mì đội cái nón nhìn dễ thương quá trời. Đội cái nón đó nhìn kỳ cục thì có. Mẹ ơi, mẹ cũng biết da của con dễ bị tổn thương thế nào mà đúng không? Đúng rồi. Nè, mấy bạn đang làm gì vậy hả? Tụi mình đang xem bọ cánh cứng đá nhau. Bọ cánh cứng đá nhau có vui không? Dĩ nhiên rồi, thật sự rất vui luôn. Bạn hãy lại gần đây xem đi. Nè. Đúng rồi đó, hãy đẩy nó mạnh lên nào, cố gắng lên đi. Thấy sao, trò này vui chứ? Thiệt là vui quá đi. Mà ở đây còn có gì vui hơn nữa không? Ủa mà mấy bạn là ai vậy? Mình xin lỗi nha. Bà của mình đang sống ở gần đây. Nhà bà của mình ở đằng kia kìa. Là nhà có cái cây hồng đó. À, vậy bạn đến từ Seoul hả? Mình hay về đây vào những kỳ nghỉ. Cười cái gì vậy? Bộ mặt của mình nhìn mắc cười lắm hay sao chú? Không có. Vậy thì tại sao? Tụi mình sẽ không biết nếu bạn không nói bạn đến từ Seoul. Vì cách bạn nói chuyện và nhìn bạn rất dễ thương. Chị ơi, sao mặt của chị lại đỏ vậy? Mà mặt chị đỏ hồi nào chứ? Mau nói mình biết ở đây có gì vui đi. Được thôi, vậy hãy đi theo mình. Nè, cù lét, cù lét, cù lét, cù lét, cù lét.
đưa mình đi, mình muốn làm. Cầm lấy. Cù lét, cù lét, cù lét. Nè em có muốn chị bắt cá cho em không hả? Chị cũng biết bắt cá hay sao? Chị thấy ở trong sách nói là loài cá hay thích ở bên dưới mấy tảng đá lớn lắm đó. Nếu nhấc đá lên thì là thế này. Sao quần áo của các con dơ quá vậy? Mẹ đã dặn là phải giữ gìn quần áo sạch sẽ rồi mà. Mẹ ơi, rồi chúng cũng được giặt sạch thôi. Con mau đi giặt chúng cho mẹ. Dạ con xin lỗi. Ơi, ai đó sao mà ồn quá vậy? Hả? Sao chú lại ở đây chứ? Sao con lại nói chuyện với cậu cái kiểu đó hả cha đu? Hả? Cái gì chứ? Con là cha đu sao hả? Sao có thể như vậy được? Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Rock and roll, rock and roll, rock and roll, baby. Mẹ, nhỏ nhỏ chút được không? Còn ông vậy làm phiền mọi người có biết không? Chán thiệt chứ, mẹ không hiểu gì về rock hết đó. Wow, vàng máy nghe nhạc kìa. Hình như mình biết cách mở nó đó. Mình nghĩ nó giống như là vàng máy ở nhà của Min chứ. Wow. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Ai vậy hả? Ai đã mở vàng máy vậy hả? Trời cha đu. Cái gì vậy hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tụi con thật sự xin lỗi cậu. Các con đã làm cái gì vậy hả? Bọn nhóc đã phá nát vàng máy nghe nhạc của em rồi đó. Em không nên là các cháu của mình vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong khi các cháu đã phải lặn lội từ Seoul xuống đây để thăm em. Cái gì chứ? Tại sao con lại dám lớn tiếng với chị của mình như vậy chứ? Bà ơi, cậu la cho nên tụi con đau lắm. Được rồi, vậy để bà chỉ tội cậu nghe. Con có muốn mẹ đánh một trận hay không hả? À, trời ơi, tất cả cũng vì bọn dòng đây. Quá, trò này vui thiệt đó. Bây giờ là đến lượt của mình. Quá. Cha đu ơi, bạn hãy thử làm đi. Mình thử hả? Mình sẽ làm được. Yeah. Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Ồ, hình như đó là giọng của cha đu. Đưa hãy mau cầm lấy nó. Trời ơi, tại sao các bạn lại nhảy xuống đây? Sao sợi dây kìa, mau bám vào nó đi. Hãy cố gắng giữ cho chặt nghe. Cậu ấy tới đây bằng cách nào chứ? Cha đu à! Cậu ơi! Cha đu, hãy cùng nhau nắm và giữ thật chặt nha! Mau nắm lấy! Bây giờ cậu sẽ kéo lên giữ chặt đó! Trời ơi, cây đàn của ta hư rồi! Giữ chặt nha, cậu kéo lên đây!
Nó rất là mắc tiền. Con muốn ngồi lên vai của cậu không? Được không cậu? Cậu ơi, sao cậu để tóc dài giống như con gái vậy? Một tay rocker bắt buộc phải để tóc dài như vậy. Rocker là gì vậy cậu? Rocker có nghĩa là... Mà tại sao con lại hành động y như mấy đứa con trai vậy? Sau này đừng có vào rừng một mình nữa nha. Nhưng mà con thích ở trong rừng núi lắm. Nhưng tại sao con không nghe lời của cậu hả? Cậu đã nói thì con phải nghe lời. Con không muốn về, con không chịu đâu. Con nhất định không về đâu. Con bị sao vậy? Mẹ sẽ không nói nhiều lời với con nữa đâu. Nè, chơi cha đu, con nhất định phải về. Cậu ơi cậu, con ở đây lâu hơn vậy đi chơi với cậu có được không? Con không thấy con đã làm gì với cây đàn của cậu hay sao hả? Con đã hiểu rồi. Tới giờ mà cậu vẫn còn buồn con chuyện đó sao? Ta-da! Sao hai cậu? Cậu thấy vui hơn chưa? Trời chả đủ! Con mau trở về Seoul ngay đi! Tao nhất định sẽ bắt được mày. Mày tưởng leo lên cây là có thể trốn được tao sao hả? Tao có biệt danh là sóc bay đó, cho nên mày đừng hòng trốn thoát khỏi tao. Mau trả giày để tao còn về thành phố nữa, nghe rõ chưa? Cảm ơn chú. Đừng nhìn mình buồn bã như thế. Để chú coi coi con có bị thương ở đâu không. Dạ không, con không sao. Cảm ơn chú đã kịp thời cứu con. Vậy tốt quá. Là Bách Gu hả? Chú gì ơi, chú biết Bách Gu của nhà con sao? Bách Gu nhà con à? Nói vậy con chính là... Ôi trời, con bé làm gì người dơ quá trời. Hình như kỳ nghỉ nào con cũng về thăm ngoại con đúng không? Con là con gái của Nan Hi An ở ngôi nhà có cây hồng. Dạ. Con là con gái của Nan Hi An sao? Tôi cứ tưởng mấy đứa trẻ thành phố đều rất trắng trẻo và ăn mặc phong cách chứ. Ôi trời ơi, con bé cũng tốt mà. Mấy đứa trẻ ở quê bây giờ chưa chắc năng động như nó đâu. Nói vậy, người đàn ông đẹp trai đó chính là mối tình đầu của mẹ có đúng không? Chú ấy không phải là người đàn ông đẹp trai, mà là một chủ vườn trái cây rất đẹp trai. Vườn trái cây của chú ấy lớn lắm, có đúng không hả bà ngoại? Đúng rồi, chú ấy là một chủ vườn trái cây rất lớn. Trong khi bà của chúng ta lại không có cái gì hết. Ước gì em cũng được gặp chú ấy. Mấy cái đứa này, cái đó mà gọi là đẹp trai gì chứ? Không thấy anh ta ốm như cây sậy hả? Tụi con còn nhỏ nên chưa biết tiêu chuẩn của đàn ông đẹp là gì đâu. Một người đàn ông đẹp á là phải có một chút mỡ bụng và cao hơn chiều cao trung bình, giống như ba nè. Mỡ bụng của anh không chỉ có một chút đâu à nha. Điều quan trọng là tới bây giờ chú ấy vẫn còn độc thân và sống một mình nữa. Thiệt hả? Chú ấy vì mẹ con sao? Ôi trời, thiệt là lãng mạn quá đi. Nhưng sao hồi đó mẹ và chú ấy lại chia tay vậy? Các cô gái đừng có nói chuyện vô nghĩa nữa, mà lại đây ăn trái cây mau đi. Mình nghĩ là mình biết tại sao rồi, nhưng cũng không chắc. Bởi vì hồi làm bài kiểm tra, những câu trả lời mình cho là đúng thì đều là sai hết. Cha đu à, con đi lấy cái khăn tay đi con. Dạ, sao tự nhiên lại lấy khăn tay vậy bà? Bà sẽ kể chuyện tình yêu của ba mẹ mấy đứa. Đó là một câu chuyện rất thảm thương, nên chắc chắn mấy đứa sẽ không thể kềm nước mắt được đâu. Sao mẹ lại nói nó là một câu chuyện thảm thương chứ? Nó kết thúc có hậu mà. Đó chỉ là suy nghĩ của con thôi. Trong lúc mẹ đang kể chuyện thì cấm đứa nào hó hé, nghe rõ chưa? Bây giờ nhìn mẹ mấy đứa như vậy là vì nó có ba đứa con và sống cuộc sống khó khăn. Nhưng khi còn trẻ, con bé là một cô gái xinh đẹp nhất thị trấn này đó. Bà, mẹ ơi, làm gì có chuyện đó chứ?
con chính là bằng chứng sống đây nè. Kệ đi, xấu đẹp không quan trọng. Nói chung ba mẹ các con gặp nhau lần đầu tiên vào giữa mùa đông trong cơn bão tuyết. Đó là mùa hè mà mẹ, trời còn rất nóng nữa. Vậy sao, chắc là con nhớ đúng rồi. Để coi, bà nhớ hôm đó mẹ của mấy đứa có một cuộc hẹn ở hiệu sách trong thị trấn. So với các cô gái khác ở trong thị trấn lúc đó, mẹ các con là một người phụ nữ khá hiện đại, được nhiều chàng trai yêu thích và muốn cầu hôn. Nhưng trong lòng nó chỉ có duy nhất một người đàn ông mà thôi. Anh Minh Hoa, cái chuyện này thôi chết, mình trễ giờ rồi. Tên của chàng trai đó là Trần Minh Hồ. Mặc dù cậu ta không có giàu có nhưng lại là một thanh niên vô cùng chăm chỉ. Mặc dù lúc đó cả hai đều đã có tình cảm với nhau, tuy nhiên... Nanyan, ở bên này nè. Xin lỗi nha, mình đến trễ. Wow, nhìn ngon quá đi. Cái anh kia, anh mới nói cái gì vậy hả? Tôi chỉ nói là cái bánh này ngon quá thôi à. Đừng có nói là người đẹp có hứng thú với tôi rồi đó nha. Chờ bạn nên nha. Bực mình, cái tên bất lịch sự đó là ai vậy chứ? Bạn đang nói anh Hồ Đôn đó hả? Anh ấy là bạn đi lính chung với anh mình, nghe nói ở lại thị trấn chơi vài ngày á. Bạn biết không, anh ấy là người thành phố đó. Người thành phố thì sao chứ? Bạn nhìn kiểu tóc quái gở của anh ta kìa. Ê nè nè, bạn không xem tivi hả? Tóc dài đang là xu hướng của người thành phố. Nhìn chả hợp với anh ta chút nào. Chào em, Gerson. Dạ, em chào anh Hodon. Cô gái cổ hủ này là ai vậy Gerson, bạn em hả? Dạ, cô ấy là Nanyan, bạn em á. Ồ, Nanyan hả? Nghĩa là mùi hương hoa lan phải không? Vì đây là lần gặp thứ hai nên tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Choi Hodon, người từ thành phố. Tôi là Choi Hodon, người thành phố. Anh nhấn mạnh từ thành phố để khoe khoang cái gì vậy hả? Còn nữa nha, tôi với anh gặp nhau hồi nào mà nói là lần gặp thứ hai chứ? Thì chúng ta mới gặp nhau lúc nãy mà. Phục vụ ơi, vui lòng mang sữa và bánh cho các cô gái xinh đẹp ở đây nha. Nhớ là phải chọn những cái bánh ngon nhất trong tiệm của cô nha. Anh Hodon tuyệt vời. Các cô gái à, giờ chúng ta sẽ nói về tuổi trẻ ngọt ngào và lãng mạn có được không? Tôi nghĩ là không có cần thiết đâu. Mà tại sao một thanh niên thành phố như anh lại lãng phí thời gian quý báu của mình vào thị trấn nông thôn như thế này? Cô nói gì? Cô đang muốn tìm hiểu về tôi hả? Cái gì? Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ nghĩ nếu là thanh niên trai tráng, cố gắng tìm hiểu về tôi, nó sẽ làm tim cô tan nát. Các em có biết một con quái vật sống ở sông Hàn không vậy? Làm gì đó chứ. Anh Hodon mà có mù tụi em à. Tạm biệt Na Thi. Tạm biệt hai bạn nha. Tạm biệt anh Hodon. Tạm biệt. Hai em đi đường cẩn thận nha. Cái anh kia kỳ ghê. Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Cô em là hiểu lầm nữa rồi. Nhà của tôi cũng ở hướng này mà, cho nên cứ mặc kệ tôi đi. Tức thiệt mà. Đã tới nhà của tôi rồi, làm ơn về nhà đi. Đồng ý đi chơi với tôi nha. Làm cái gì vậy? Nếu có ai đó nhìn thấy thì làm sao? Anh mau đi đi, ở trong thị trấn này ba tôi đáng sợ lắm. Ủa, bác trai có ở nhà hả? Ở đúng lúc tôi cũng đang muốn gặp bác ấy đây. Hay tranh thủ tối nay vô chào bác luôn cho tiện hả? Bác trai ơi. Anh đang làm trò gì vậy? Bà của tôi mà nghe thấy là chết đó. Sao trên đời này lại có người trơ trẽn nha anh? Ê, cái này không phải là trơ trẽn mà là dũng cảm. Em chưa từng nghe người dũng cảm nhận được sự công bằng hả? Anh lại ăn nói lung tung cái gì nữa vậy? Có con rắn kìa. Mau đuổi nó đi đi. Em đừng có di chuyển nha, nó đang bò tới chỗ chúng ta đó. Nó đã đi chưa? Nhưng mà anh đã mua bó hoa này ở đâu vậy? Tôi có mua đâu. Không phải hai bên đường có rất nhiều hoa dại đó sao? Bó lại rồi cũng giống hoa ở tiệm đúng không? Ra là hái ở bên đường. Nhưng trên giấy gói lại có ghi tên người bán hoa đây nè. Nayan à, tôi khuyên em, lần sau nếu có nhìn thấy thì cũng làm như không biết đi. Nếu em cứ tinh ranh như vậy thì người ta sẽ không coi em là con gái nữa đâu. Tôi vốn là con gái mà, không xem là con gái thì coi là con gì. Nè, những gì anh đang nói là thiệt đó. Chỉ thêm một chút xíu để chuyện trông hấp dẫn thôi. Ba!
cậu đứng như vậy là xa rồi đó. Có muốn mua thêm mấy viên đạn không? Không cần đâu ông chủ, tôi cần một viên là được rồi. Wow. À, gì chứ, khoảng cách xa như vậy mà vẫn bắn trúng hả? Thế anh có giỏi không? Không thể nào tin được. Để anh đi lấy gấu cho em. Cảm ơn nha bạn Hiền, coi như tôi nợ anh một lần. Ê, có gì đâu, chúc may mắn nha. À, thích quá đi à. Nan Hian à, chúng ta kết hôn nha. Dạ. Có thể em thấy anh vẫn chưa trưởng thành, nhưng anh có nhà ở thành phố và có tiền tiết kiệm nữa. Trên tất cả, anh biết anh có thể làm được những gì để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Chuyện này bất ngờ quá, em cần thời gian để suy nghĩ. Nó là con chó dễ thương nhất trong bầy luôn đó, em có thấy ưng không nè? Đáng yêu quá à. Vì lông của mày màu trắng nên tao gọi mày là Becku nha. Anh thấy tên Becku như thế nào? Ừ, nghe hay đó, Becku. À mà Nan Hian nè. Dạ. Có chuyện này anh muốn hỏi, không biết em và anh có thể cùng nhau nuôi Becku khôn lớn không? Dạ, cùng nhau là sao? Hả? Không có gì, ý anh là anh muốn em hãy chăm sóc cho Becku thật tốt, chỉ có vậy thôi à. Không cần anh nói em cũng chăm sóc nó thật tốt mà, mình đi thôi Becku. Không phải, anh, Nan Hian à. Nan Hian nè, mấy ngày nay anh thấy em hay đi chung với anh chàng người thành phố ha? Đó là gì? Đúng như anh thấy đó. Tối hôm qua anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn em rồi. Hả? Vậy thì tốt quá rồi, còn gì? Anh thực sự thấy tốt hay sao? Anh thấy người đó có thể mang lại cho em hạnh phúc, chứ không giống như anh, nghèo tới mức chẳng có gì cho em hết. Anh đúng là đồ ngốc mà. Đúng rồi, anh nói đúng lắm đó. Lúc đầu tôi còn thấy có lỗi với anh, nhưng anh đã nói như vậy rồi thì tôi không còn thấy gì lăng tăng nữa hết. Con thấy chú ấy thiệt là đáng thương. Sao con lại thấy thương anh ta chứ? Tất cả là do anh ta ngốc nghếch và không có đủ dũng khí mà thôi. Vì anh ta ngốc nghếch nhưng anh ta không hề nói dối tôi giống như ai kia. Anh đã có tiền tiết kiệm và một ngôi nhà ở thành phố, anh nên thấy mừng vì tôi không kiện anh tội lừa đảo kết hôn đó, nghe chưa? Ồ, vậy là anh phải biết ơn em rồi. Nghe mẹ nói anh ta vẫn còn độc thân kìa. Ê, vậy tốt quá. Bây giờ em ghét anh rồi thì ly hôn đi, sau đó hai người hãy đến với nhau. Ôi trời ơi, anh nghĩ là tôi không dám mà. Sau khi ly hôn tôi sẽ yêu và kết hôn với ông chủ một vườn trái cây rộng lớn. Bà xã, đừng vậy mà. Sao em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó? Anh giỡn thôi mà. Đúng ra bà không nên kể câu chuyện đó. Tuy bà mẹ mấy đứa đã trưởng thành nhưng mà vẫn y như là con nít vậy. Không sao đâu, tụi con biết mà. Bà xã ơi. Là chừng nào bạn mới xuất hiện nữa đó. Muốn làm một trận chiến banh tuyết không? Tất nhiên là có chứ. Mình với Minchi sẽ là một đội. Ok, tụi mình đã sẵn sàng rồi. Các bạn cứ tới đi. Mình tới đây. Chandu à. Các bạn đứng lại đi. Có chơi có chịu chứ. Giờ tụi mình chơi trượt tuyết đi. Nè,
Trời xanh đu, bạn không biết mệt là cái gì hả? Phải nghỉ ngơi một chút đi. Mệt hả? Chơi thì làm sao mà mệt được chứ. Trời đu nè, tối nay bạn có muốn đến nhà thờ với mình không? Ủa, bạn tới đó để làm gì? Hôm nay vẫn chưa phải là Giáng sinh mà. Cha Đô à, bạn cũng đi nhà thờ hả? Bạn nhắc mình mới nhớ, hôm lễ phục sinh mình có thấy bạn ấy ở nhà thờ Công giáo á. À mình hiểu rồi, bạn ấy chỉ đến nhà thờ để nhận quà vào những ngày đặc biệt thôi à. Ê, bạn thiệt là, sao đầu óc hạn hẹp quá vậy? Đất nước của chúng ta là quốc gia tự do tôn giáo mà. Mình đi nhà thờ không phải là vì quà tặng đâu. Mình chỉ muốn xem nơi nào là nơi phù hợp với mình nhất thôi. À mà Minchi nè, nhà thờ bên bạn sẽ tặng quà gì vậy hả? Coi bạn ấy kìa. Mọi người nói họ sẽ diễn một vở kịch vào đêm Giáng sinh, nên hôm nay tất cả tập trung để tiến hành phân giai á. Cái gì? Diễn kịch sao? Romeo, chàng ơi, sao lại bỏ ta mà đi? Ta sẽ hôn lên đôi môi của chàng. Có lẽ chất độc còn sót lại trên đó sẽ đưa ta đi theo chàng. Romeo. Không thể được. Chị đến đó để tập kịch mà. Mấy đứa đi theo để làm gì chứ? Không nói nhiều đâu, không ai được đi theo hết. Không chịu, em muốn đi theo chị xem kịch lắm. Em nữa. Hai đứa có thôi đi chưa hả? Hôm nay chị tới đó đâu phải để đi chơi. Vở diễn này vô cùng quan trọng, bởi vì chị có thể nhận được một vai diễn thay đổi cả cuộc đời của chị. Mẹ ơi, à, mẹ phải làm gì đi chứ? Cầm lấy. Em không thể cứ như vậy mà đi ra ngoài được Barbie à. Mau chụp cái này lên tay đi. Ở bên ngoài lạnh lắm á. Mimi nè, em đã chuẩn bị xong hết chưa? Dạ trời. Thôi mẹ tụi con đi. Con sẽ coi chừng các em cẩn thận. Trai đưa đến rồi hả? Bạn dẫn theo Mimi và Barbie luôn hả? Chị Minchi, em chào chị Minchi. Mấy đứa không có được làm ồn đâu đó nha, nhớ chưa? Bây giờ mấy bạn nam đang thử vai của họ đó. Một lát nữa mới đến phần các bạn nữ. Mà nè, cô ấy có phải là đạo diễn của vở kịch không hả? Đúng rồi, là cô ấy á. Wow, nhìn cô ấy cá tính thiệt nha. Ủa nhưng mà sao hai người kia cũng ở đó nữa? Con sẽ diễn đầu lạc đà. Con sẽ diễn đuôi lạc đà. Cô ơi cô, con sẽ không diễn đầu lạc đà đâu. Con muốn được làm em bé chơi su à. Còn con thì muốn làm nhà thông thái. Bây giờ sao đây? Các con đang muốn thử thách quyền lực của cô đúng không? Dạ con không dám. Con sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tốt. Từ bây giờ hai đứa là lạc đà. Cho dù là đi, đứng, ăn, uống, thậm chí là dùng nhà vệ sinh, các con cũng phải tập thao tác giống như con lạc đà. Có hiểu chưa hả? Dạ. Được rồi, nhóm tiếp theo. Các bạn cũng muốn diễn kịch nữa hả? Vậy thì ráng diễn cho tốt nha, đầu lạc đà ơi. Mình không muốn nói chuyện với bạn. Lạc đà không thể nói chuyện được. Nè đuôi lạc đà, chúng ta đi thôi. Biết rồi đầu lạc đà. Mình rất muốn được diễn vai Đức Mẹ Maria. Bạn thấy có được hay không hả? Chắc là không đâu. Mình đâu có được sự dịu dàng giống như Đức Mẹ đâu. Nhưng mà mình thực sự muốn diễn quá đi. Đừng có nói như vậy mà. Mình nghĩ cha đưa có thể làm được. Mình sẽ đề cử bạn với cô giáo. Hơn nữa tóc của bạn cũng dài sẵn rồi. Có thiệt không? Sao hả? Bạn thấy mình có giống Đức Mẹ Maria chưa? Ê, chị đừng có mơ nữa. Một mái tóc dài không thể quyết định được vai diễn Đức Mẹ Maria đâu. Dạ, em nói gì? Một câu cổ vũ cho chị cũng không nói được là sao? Mà ai cho phép em làm ồn? Trong chốn giáo đường linh thiêng này, kẻ nào đang cả gan lớn tiếng hơn đạo diễn? Tìm thấy rồi, đúng là con. Mình Chi à, con đã tìm được đứa bé này ở đâu vậy hả? Cô ấy đã nhìn ra tài năng của mình rồi. Bé con ơi, con thật sự là phù hợp với vai em bé Jesus. Nhìn gương mặt này đi nè, vừa mũm mĩm vừa đáng yêu. Con đúng là em bé Jesus trong lòng của cô. Xin lỗi cô đạo diễn, nhưng em trai của con nói chưa được tốt lắm. Với lại em ấy cũng không thể học thuộc được lời thoại đâu. Không thành vấn đề, vì xuyên suốt vở kịch này bé Jesus chỉ cần nằm ở trong nôi mà thôi. Có vấn đề gì sao cô? Lạy Chúa tôi, cô đã tìm thấy được Đức Mẹ Maria của chúng ta. Đúng đó cô,
con cũng muốn đề cử ra đưa cho gia diện Đức Mẹ Maria. Cô bé thật sự quá hoàn hảo. Đây chính là Đức Mẹ Maria đẹp nhất. Thật là ngại quá. Con tìm được cô bé xinh đẹp này ở đâu vậy hả Minchi? Có phải ở cuộc thi Hoa hậu nhí toàn quốc không? Thiệt là ngại quá đi. Con muốn được chạm về tài năng của mình chứ không phải vì vẻ bề ngoài đâu. Bé con ơi, cô sẽ chọn con đóng vai Đức Mẹ Maria. Con nói là con sao? Nhưng mà từ trước tới giờ con chưa từng diễn kịch nên sợ là con... Chuyện đó không thành vấn đề. Được rồi, con hãy chắp tay lại và làm như đang cầu nguyện cho cô xem. Làm như vậy sao? Hoàn hảo, thật tuyệt vời. Bé ơi, con là nhất rồi. Bạn vẫn ổn chứ, Chadu? Tại sao chuyện này có thể xảy ra được? Ninchi à, trong lúc này làm ơn đừng có nói cái gì với mình hết. Nhưng Chadu à, cô đạo diễn ơi, còn vai nào mà Chadu có thể đóng không cô? Trời Mimi, về nhà em sẽ biết tay chỉ. Ôi trời ơi, đôi mắt rực lửa đó. Con gái ơi, cô đã chọn một vai hoàn hảo cho con. À không, chính xác là con có một vai diễn rất hoàn hảo. Thật sao? Đó là vai diễn như thế nào vậy cô? Rất quan trọng. Vở diễn này có thành công hay không đều phụ thuộc vào vai diễn này. Đúng là đáng mong chờ. Kính thưa quý vị phụ huynh, ngay bây giờ vở kịch đặc biệt mừng Giáng sinh của chúng con xin được phép bắt đầu. Ôi trời ơi, Đôn của tôi kìa, thằng bé mới đáng yêu làm sao. Chờ chút đã, Danny của tôi cũng đóng vai lạc đà, thằng bé đâu ta? Có ngôi sao xuất hiện kìa. Nhanh lên, hãy đi theo ngôi sao đó để đến chỗ của đất vua. Nè nè lạc đà, chúng ta mau đi thôi. Danny à, sao bạn không đi? Cái đuôi của mình bị kẹt rồi. Ôi trời. Được rồi, tới lượt Đức Mẹ Maria đi. Maria của ta, con sẽ thụ thai bởi thần thánh và sinh một đứa con trai. Con sẽ đặt tên cho bé là Jesus. Dạ, làm sao có chuyện đó xảy ra được? Con vẫn còn chưa kết hôn nữa kìa mà. Ôi, nhìn con bé kìa, sao nó có thể diễn tốt như vậy được? Bình thường nó nhút nhát lắm. Con gái anh mà. Baby, hãy sẵn sàng đi, hãy mau vào chuồng ngựa. Hãy ca ngợi đi, hãy ca ngợi đi, hãy ca ngợi đi. Em bé bé Jesus đã ra đời. Bởi toàn dân ơi, hãy ca ngợi đi, hãy ca ngợi đi, hãy ca ngợi đi. Trời ơi, đáng yêu quá. Bà xã ơi, vở kịch cũng gần hết rồi mà vẫn chưa thấy Chadu xuất hiện vậy. Em cũng không biết nữa. Con bé nói là phần diễn của nó rất đáng kinh ngạc và gây bùng nổ mà. Ngươi vừa nói gì? Ôi, chuyện đó là thật sao? Ngươi nói có một vị vua mới của Israel mới được sinh ra sao? Tao mới là đức vua duy nhất. Chuyện đó không thể là sự thật được. Mau nói cho tao biết đi, kẻ đó là ai, là ai? Nhưng cái này không có trong kịch bản mà. Thật tuyệt vời, cảm giác rất chính xác. Còn đúng là một diễn viên thật thụ đó cha đu. Tất cả hãy nghe đây, bắt giam tất cả các bé trai trong độ tuổi từ 0 tới 5 được sinh ra trên đất Israel này lại cho ta ngay lập tức. Không xong rồi, cha đu hung hãn đã xuất hiện rồi. Thật tuyệt vời, con đang làm quá tốt. Đạo diễn ơi, con hãy mong kêu cha đu dừng lại đi. Con nói vậy là sao hả Minchi? Vị vua duy nhất ở đây chính là ta. Joy Chadu là vị vua vĩ đại. Ta chính là vị vua tốt nhất. Ta hỏi ngươi. Dạ có thần. Hãy mau trả lời ta. Ngươi nghĩ ta có phù hợp để đóng vai Đức Mẹ Maria hay không? Chuyện đó. Lạy chúa tôi. Sao chuyện đó lại xảy ra được? Con thậm chí còn chưa kết hôn kia mà. Cả diễn xuất và ngoại hình của ta đều rất hoàn hảo. Vậy thì tại sao ta lại phải đóng vai phản diện độc ác? Tại sao? Trời đưa ơi, bà hãy mau rời sân khấu đi mà. Làm gì vậy? Bỏ thả mình ra. Con bé kia, sao con dám phá hoại vở kịch của cô? Tất cả buông tay ra. Con xõa tóc như vậy là để diễn vai Đức Mẹ Maria. Vai diễn đó là của con.
Chỉ có chơi cha đô mới có thể diễn dạy được mẹ Maria thôi. Bỏ con ra, con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy chỉ có con mới có thể diễn dạy được mẹ Maria. Thả con ra. Mẹ ơi, nhanh sợ quá. Ba mẹ của nó đâu rồi? Yeah.